cái đáy dừa. À, đáy nước dừa luôn. Nước dừa luôn. Dạ, trước à, có thể mình dẫn cho bà con ta đi xem cái ha. Dạ, dạ. Rồi dạ, bây giờ thì hôm nay xin đọc lại cái danh sách của những vị để hỗ trợ trong một cái ngày đại lễ, cũng như mỗi một nơi thì cho thành hậu thay mặt cho những vị ở đây gieo duyên một ít gì đó ha chú. Dạ, vậy thì nhóm đồng đạo Tân Bình Vĩnh Long đã hỗ trợ 1 triệu cho cúng cho cái ngày lễ, tức là mình hỗ trợ cho tất cả bà con. Và thứ hai là Kim Liên 4 triệu. Và thứ ba là Ngọc Hiền, hôm trước thành hậu có gửi rồi, là 1 triệu. Và thứ tư là Nguyễn Cẩm Nhân, Zalo là Nguyễn Thị Liễu, là để cúng Phật là 814 ngàn. Như vậy thì hôm nay thành hậu thay mặt cho các vị đó để hỗ trợ. Vậy thì hôm nay thành hậu sẽ tiếp cho bên cái cơ sở của chú để đãi cho cô bác bà con là 2 triệu. Dạ vậy hết chú Tư. Rồi, dạ đây. Xin thay mặt ban tổ chức xin thành cảm ơn quý vị có cái tinh thần hảo tâm đóng góp trong cái ngày lễ hôm nay để chúng ta hoàn thành tốt cái ngày lễ viên thịnh của Phật thầy Tây An. Chúc quý vị được Phật thân tâm sinh nhật. Dạ, chú Năm. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi bây giờ mình giúp ở đâu cũng vậy, phải không? Nghe nói đâu bây giờ là ở đây giờ hết trơn luôn rồi. Hết rồi hả? Mười mấy triệu là ở đâu mà mười mấy triệu là người ta đóng góp, đồng đạo đóng góp hả? Cái đó là cũng là tiền nhà mình mua bán rồi cái để dành đồng theo luôn. Dành luôn đó rồi. Đứt vốn hết luôn. Vốn liếng là coi như là bị luôn. Ăn trộm vô lấy hết. Ờ, lấy hết. Còn cái sợi dây kìa. Cái điện thoại của chị này. Rồi cái điện thoại chị mà mắc hai cái luôn. Tiêu luôn vô. Hàng ơi, vậy là cực khổ. Vui hả? Cái em Liễu nè, tụi mày đẹp lắm. Giật cái giật lại không lỗi, giật với nó giật. Đâu đâu chị Liễu đâu là chị nào đâu? Có nên chở đến đại bún cho để ăn nữa mà. Vậy hả? Ai vậy là Phật. Đâu đâu lại đây coi sao mà sao mà bị có còn gì đây. Chích vô thêm mấy nữa. Sao mà bị lấy mà giật lại luôn không? Giật lại đẹp luôn á. Cái dây vàng giật lại không hay. Nhưng mà giật nó mạnh quá hơn mình. Giật cái dây gì? Dạ. Cũng như cái cạch như vậy. Cái dây gì? Ờ mà em giật được cái dây này nó chặt được cái này sao đứt luôn. Em hơn nó giật đứt cái vỏ này luôn. Hơn nguyên vỏ đi luôn. Rồi trong đó cái vỏ đó là lớp tiền. Tiền thời. Tiền là chủ yếu là để đãi cái lễ này. Dạ dạ. Mười mấy triệu. Mấy triệu. Mười mấy triệu. Tức như chu. Nam mô Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, thì nhân dịp ngày lễ 166 năm ngày kỷ niệm viên tịch của Đức Phật thầy Thế An, là một vị trong cái giáo tổ của Sơn Kỳ Hương, giờ hôm nay thành hậu được gặp cái cơ sở của chú Tư Rô, chú đứng ra để đãi cơm hả chú? Dạ, dạ. Vậy là đãi hôm nào tới giờ tới chú Tư? Dạ bắt đầu ngày đãi buổi chiều hôm qua. Chiều hôm qua. Dạ rồi ngày nay với ngày mai. Dạ dạ. Dạ theo như chú thấy mình như mấy ngày lễ này kia thì chú đến để mình hỗ trợ như thế này. Rồi cái kinh phí này kia nọ như thế nào hả chú Tư? Cái kinh phí thì trong nội bộ đoàn thể mình đóng góp với nhau. Dạ. Rồi mình thì đóng cái vai chủ chức để tổ chức. Dạ. Nhưng mà cũng được nhiều đồng đạo góp phần. Thành ra mình mới hình thành được cái buổi đãi tốt đẹp thế này. Cũng như ở đây là nước rồi cơm. Dạ. Rồi tất cả bún luôn hả chú? Đãi nước dừa luôn. Nước dừa luôn. Dạ, chú có thể mình dẫn cho bà con ta đi xem cái ha. Dạ dạ. Rồi dạ. Bây giờ thì hôm nay xin đọc lại cái danh sách của những vị để hỗ trợ trong một cái ngày đại lễ, cũng như mỗi một nơi thì cho thành hậu thay mặt cho những vị ở đây gieo duyên một ít gì đó ha chú. Dạ. Dạ vậy thì nhóm đồng đạo Tân Bình Vĩnh Long đã hỗ trợ 1 triệu cho cúng trong cái ngày lễ, tức là mình hỗ trợ cho tất cả bà con. Và thứ hai là Kim Liên 4 triệu. Và thứ ba là Ngọc Hiền, hôm trước thành hậu có gửi rồi là 1 triệu. Và thứ tư là Nguyễn Cẩm Nhân, Zalo là Nguyễn Thị Liễu, là để cúng Phật là 814 ngàn. Như vậy thì hôm nay thành hậu thay mặt cho các vị đó để hỗ trợ. Vậy thì hôm nay thành hậu sẽ tiếp cho bên cái cơ sở của chú để đãi cho cô bác bà con là 2 triệu. Dạ vậy hết chú Tư. Rồi, dạ đây. Xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn quý vị có cái tinh thần
hảo tâm đóng góp trong cái ngày lễ hôm nay để chúng ta hoàn thành tốt cái ngày lễ dinh thực của Phật thầy ta. Chúc dạ, quý vị được Phật thân tâm chú năm sinh nhật đây là chú năm trước. Dạ, ai là Phật. Nếu mà nói về đóng vai chính thì tôi mình cái gì hôm năm này chẳng tìm bà con dùng chỉ anh em mình có liên quan với nhau biết đoàn này kia là mình có nhận cái chuyện mà bà con ăn là mình không nhận nhận để dạ đúng rồi đúng rồi dạ. Thì hôm nay con xin nói lại, thì sớm giờ con đại diện cho Mạnh Thường Quân đến để hỗ trợ cho các cái cơ sở mỗi một nơi một ít để cho những vị Mạnh Thường Quân đó ta gieo duyên. Và thì con xin gửi lại nơi này là 2 triệu để làm một cái chương trình đãi cho cô bác bà con ha. Dạ, đây con xin gửi lại cho chú. Chờ chú có thể... Chú Tư là thống nhất, anh em không cuối cùng thiếu là mình liên hệ với đang những có trợ duyên nhau. Mà con dùng là mình không có nhận để tránh đi người khác nè. Dạ, thôi thì có chú có thể mình hướng dẫn cho bà con mình xem xương qua cái vấn đề cái cơ sở của chú mình làm những gì vậy ha. Dạ, 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 rồi mời chú Tư. Anh em trước đã xô quen cũng như cùng quê quán dòng họ anh gửi cho anh tiếp vô nước nâu đồ 200 nha. Dạ, dạ, rồi. Dạ dạ rồi đâu mình thứ nhất là cơm hả chú? Dạ dạ rồi. Dạ dạ dạ. Rồi mời quý vị mình sẽ vào bên trong. Dạ thành hậu đây. A Di Đà Phật. Rồi cho quay luôn. Dạ dạ. Chào. Vậy mình nấu cơm phía sau này hả chú Tư? Nấu cơm phía sau. Dạ. Quá khứ ha. Dạ, đây là bà con nấu đồ trong này. Dạ, đồ đồ. Dạ. Quá, còn cái này cái gì đây mà ngon, thấy ngon quá gì đây. À, thử một ghim coi. Vậy hả? Bộ thử ghim coi. Ồ, ôi, quá khứ rồi. Ngon lắm mà nghe. Thử ghim với Dũng. Dũng dạ. Dạ. Rồi, quá ngon quý vị ơi. Chúc mừng. A Di Đà Phật. Rồi, đi lần vô. Dạ, yeah. Quá mấy cô này làm quá thứ rồi. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, dạ. Thầy ơi, cái này gì nữa đây? Quá đẹp. Cái này là ghẹ. Vậy hả? Ghẹ chay, ghẹ chay. Ghẹ chay hả chú? Dạ. Dạ. Rồi chút nữa đi đỏ trở ra dùng con ghẹ chay nha. Vậy ha, dạ A Di Đà Phật. Dạ, qua này chắc no luôn quá. Dạ, vậy đó. Bên đó thì nấu cơm. Dạ. 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 Rồi, bên đây cái gì nữa đây chú? Dạ. Đây là sắt gọt đồ đạc nè. Dạ. Đó, sắt gọt đồ đạc. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Ở bên đó là chiên. Dạ. Dạ. Nướng, chiên nướng quá xá rồi. Nướng. Dạ. Theo vậy là mình bên kia là tàu hũ. Đó, bên lò tàu hũ mình làm trực tiếp luôn hả chú? Dạ, dạ, trực tiếp luôn, lò tàu hũ. Dạ, đây quý vị mình sẽ đến cái lò tàu hũ nha quý vị. Dạ. Dạ. Dạ đây xin chào các ông thợ tàu hũ. Dạ ông thợ tàu hũ sao ăn bánh mì không ăn tàu hũ sao? Dạ thay đổi. Dạ đây. Đây quay cái thùng tàu hũ. Dạ đây nguyên thùng tàu hũ đây. Là mình làm trực tiếp ở đây luôn hả chú? Dạ, mình làm đậu cái đó rồi mình nấu mình xay luôn dằn dạ. Tại chỗ luôn. Dạ. Máy đo. Dạ có máy đồ đầy đủ ha. Dạ. Rồi chú Tư làm cơ sở quá hoành tráng rồi. Cái này dạ. công tác. Vậy đó ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi bên kia đó hả chú Tư? Vậy là dạ. Bên kia mình đãi nước dừa hả? Dừa Tư rồi dạ, sao cái đó mình mua đồ hay sao chú? Dạ đi ra đường này. Dạ dạ. Dạ. Dừa đó thì do địa phục ở đường 91B á. Dạ. Để đại diện cái phần dừa đó. Dạ. 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 Dạ xin chào bác. Dạ xin chào. Dạ xin chào bác. Dạ. Dạ đại chỗ coi siêu âm trên YouTube nhiều. Dạ dạ dạ. Đây điểm để bún chỗ này là dạ. Dạ. Bún mà chú dạ chỗ này để bún quá bà con làm quá tích cực ha dạ, dạ. Đây chào quý cô mình ha quá đại bún thấy nào bún quá khá ngon rồi đó chị Năm Thắng á chị đó chị Năm Thắng vậy hả chị đó là chủ sự bún dạ dạ
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Ê, ông, bún này tôi giúp bún. Bún bún luôn ha, chung hai riêng. Bún luôn. Ờ bún rồi phải không? Rồi bún. Dạ dạ dạ. Là kể rồi nghe. Rồi rồi, rồi mời chúng tôi qua đây nha chú ơi. Dạ, tới đây mình hỗ trợ bún luôn. Hỗ trợ tiền cho mấy cô bún một cái. Rồi bún dạ. Bún luôn. À, thưa quý vị, thì hôm nay là ngày mùng 10/11 tháng 8 cũng là chánh lễ giỗ của Đức Thầy Tây An. Rồi. Thì nơi đây thì chị Năm Thắng đại diện cho bên khâu bún thì cơm hợp tác cùng với mấy chú, nhưng mà phần chính ở bên cơm thì chị Năm Thắng cũng chịu trách nhiệm. Thì dạ. Đặc biệt nhất là hôm nay chúng tôi có một cái điều rất là đặc biệt là mấy chị năm nay đại lễ có một cái điều kỷ niệm hết sức đặc biệt. À. Đó là xứng với nhau lo quay hoàng nấu nướng chắc tối ngủ. Cái ngày đầu tiên hôm qua ăn trộm nó vô nó dứt hết 10 mấy triệu. Rồi qua đêm thứ hai nó vứt mấy cái điện thoại hốt hết luôn. Rồi đặc biệt vậy hả? Ừ, đặc biệt vậy đó. Thành ra là đứt vốn hết rồi. Đứt vốn hết luôn rồi. Ừ. Đứt vốn hết rồi. Thành ra là ổng ăn ở trên núi chứ mời thằng Hậu bữa 12 này xuống dưới này nè. À, nhớ quá ổng trên núi à. Vậy đó hả? Thôi bây giờ mình giúp ở đâu cũng vậy. Không. Nghe nói đâu bây giờ là ở đây bây giờ hết trơn luôn rồi. Hết rồi hả? Mười mấy triệu là ở đâu mà mười mấy triệu là người ta đóng góp, đồng đạo đóng góp hả? Cái đó là cũng như là tiền nhà mình mua bán là cái để dành đồng theo luôn. Đó rồi. Đức cái giống luôn. Vốn liếng là coi như là bị luôn. Ăn trộm vô lấy hết. Ờ lấy hết. Còn cái sợi dây kia. Cái điện thoại của chị này. Rồi cái điện thoại chị mà mắc hai cái. Tiêu luôn vô. Hàng ơi, vậy là cực khổ. Em liễu nè, tội nghiệp lắm. Giật cái giật lại không nổi, giật với nó không giật. Đâu đâu chị liễu đâu là chị nào đâu? Có nên chở đi đại bún cho để ăn nữa mà. Vậy hả? Ai vậy Phật? Đâu đâu lại đây coi sao mà bị có còn gì chích vô thêm mấy nữa. Sao mà bị lấy mà giật lại luôn không? Giật lại không kịp luôn á. Cái dây vàng giật lại không hay. Nhưng mà giật nó mạnh quá hơn mình. Giật cái dây gì? Dạ. Cũng như cái dây này. Cái dây gì vậy? Ờ mà em giật được cái dây này nó chặt được cái này. Đứt luôn. Em hơn nó giật đứt cái vỏ này luôn. Hơn nguyên vỏ đi luôn. Ừ. Rồi trong đó cái vỏ đó là lớp tiền. Tiền thời. Tiền là chủ yếu là để đãi cái lễ này. Dạ dạ. Mười mấy triệu. Mấy triệu. Mười mấy triệu. Tính dạ. Chung luôn. Hết luôn. Rồi vậy bây giờ sao rồi, giờ hôm thôi bây giờ. Là bị hai cái điện thoại nữa. Ừ, hai. Rồi nếu mà đưa đây nữa rồi đêm nay nó hết nữa rồi sao? Hết nữa thì tôi lãnh. Thôi bây giờ. Dạ thì thôi bây giờ quý vị mình ở đây là cô chị Năm Thắng, chị Năm là đại diện cho nơi khu vực đại bún gom góp được mười mấy triệu của tất cả mọi người cùng của chị để đãi cho bà con cái ngày lễ, nhưng mà cuối cùng đêm hôm rồi là bị ăn trộm lấy hết. Thành Hậu sẽ không biết đủ không đây, hồi sớm thì đã hỗ trợ cho bên kia rồi, thì chủ yếu là mấy cô mình ở đây đó để hỗ trợ ở đây là cho cái ngày lễ, mình cho ở đâu cũng là lễ. Thôi thì Thành Hậu đại diện cho các vị, vừa qua Thành Hậu xin đọc tên một lần nữa. Một là nhóm từ thiện ở Tâm Bình, đồng đạo Tâm Bình Vĩnh Long 1 triệu, Kim Liên 2 triệu, 4 triệu, và Ngọc Hiền 1 triệu, Nguyễn Thị Cẩm Nhân là Zalo Nguyễn Thị Liễu là cúng là 814 ngàn. Rồi như vậy thì Thành Hậu sẽ đại diện cho các vị này rồi hỗ trợ cho cô luôn đây, và còn nhiều đưa hết cô nhiều. Dạ nhận hả? Dạ nhận hết rồi. Nhận đi rồi chứ để giờ tiền đâu nữa đãi bún người ta. Bây giờ đãi bún không để người ta đang ăn đấy, từ ngày mới đệ quá à, đi mình đấy không biết nói sao, để quà nói giùm chị đi. Ba bán 1 triệu 2 triệu gì nhau mà nhiều quá. Cơm bển nữa món cơm nào? Cơm sách bên nè, bên chị Mai á, cô Ba Mai á. Cô Mai hả? Thôi còn hết rồi. Cái này hơn 2 triệu rồi. Phải này tới 3 triệu lần nè. Rồi 3 triệu. Bây giờ Thành Hậu thay mặt cho tất cả những vị mạnh thường quân xin hỗ trợ cho chị. Đây là một cái tai nạn quẩy muốn. Tiền đó là để dành đãi cho bà con. Và hôm nay là cúng rồi, cúng cho các vị đó thì thôi. Bây giờ mình thấy hết luôn. Quan hỷ. Thôi. Đây nè, nói nghe nè, người ta đi bộ kìa, mà còn hai người đi bộ đụng độ với nhau, bị tai nạn. Ngủ mà bị tai nạn nhẩm gì. Dạ, không gì hết mà còn tai nạn mà. Dạ, rồi trước tiên thì chị không biết nói gì hơn. Trước tiên thì gửi lời cùng các mạnh thường quân của nhà của Thành Hậu và Thành Hậu và Tu Thủy Thanh Hòa và Dũng. Và cũng xin chân thành là chị em đây rất là cảm ơn nhiều.
Dạ cũng giác ghi gì đó. Các mạnh thường quân dạ, cố gắng sắp tới rung á. À, thưa quý vị đây chị Năm Tháng cùng cái nhóm đoàn đồng đạo này nè. Tổ chức rồi nếu mà có cái dịp nào mà đi làm từ thiện ở đâu mà thành hậu mà thiếu cái nhân lực để mà đi đi tiếp phụ để làm đó, nấu nướng hoặc cái gì cho mấy chị hay, sẵn thành sẵn lòng. Dạ. Đó vậy đó, biết nói vậy thôi. Rồi cũng cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, năm mới đồng bà. Rồi xin chúc cho quý vị luôn luôn bình an, sức khỏe và cố gắng thực hiện tốt cho chương trình thiện nguyện của mình ha. Dạ, năm mới đồng bà. Nhớ giữ cách kính nghe nó. Để mất nữa là hết ai giúp luôn á. Làm thiện hoài chừng nào giảng sanh cho hay. Dạ dạ rồi. Dạ, năm mới đồng bà, đại thần xin lấy này lại. Dạ dạ. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến một điểm. Dạ đến một điểm nữa chú Tư ha. Dạ. Mấy nào hôm qua anh kia chích một miếng nữa. Đây nè, còn nhiều luôn hết luôn. Rồi 800 mấy nè. Nhiều ít. 800 mấy à. Được luôn rồi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, tôi quý vị. Thì tiếp theo hôm nay là Nam Mô Đà Phật. Dạ, xin chào. Dạ. Nam Mô Đà Phật. Cơ sở đãi nước của một vị đồng đạo. Dạ, đây đãi nước, đãi bánh gì đây, đủ hết trơn quý vị. A Di Đà Phật. Dạ, rồi, chào. Dạ, A Di Đà Phật, chào quý vị. Rồi, A Di Đà Phật. Đại diện cho đỡ bếp cơm ăn đây đó anh Hậu. Vậy đó ha. Rồi, rồi, rồi. Đây, đây, quay giùm quên coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, chào quý cô. Rồi thưa quý vị, đây là một vị đồng đạo cũng có phát tâm để hỗ trợ cho cái ngày lễ. Dạ dạ dạ. Cô thứ mấy? Thứ sáu. Sáu gì? Sáu lệ. Sáu lệ. Sáu lệ. Sáu lệ. Dạ. Mình ở đâu mình đến mình làm đây vậy cô? Nhân Mỹ. Nhân Mỹ. Nhân Mỹ. Nhân Mỹ. Thì vừa qua Thành Hậu thay mặt cho các vị mạnh thường quân để hỗ trợ cho tất cả các cái vị để trong cái ngày lễ này thì còn lại là 815.000. Thì thôi Thành Hậu sẽ chích thành của tiền Thành Hậu ra thêm 200 nữa để đủ 1 triệu để hỗ trợ cho dạ, dạ. Cho cô ở đây ha. Giờ mà cô ở đây nấu ở đây thì cũng chưa. Anh em ở ngoài thì giúp đỡ, còn đây thì tiền đưa đây thì đưa lại chú nhà ta nước nôi, tiền điện, tiền bổng. Vậy đó ha. Dạ dạ. Dạ. Chứ không có mà bỏ túi. Dạ, dạ. Rồi. Rồi. Thì đây là tiền của Thành Hậu, người ta cho đổ xăng mình tiếp vô đây luôn. Dạ, cho dạ. Nó chẳng 1 triệu ha. Dạ. Rồi xin gửi lại cho cô để dạ, dạ. Đãi cho tất cả những cô bác bà con đến đây để gieo duyên dạ, dạ, lễ dạ. Kỷ niệm của Đức Phật Thầy Tây An. Dạ, dạ. Rồi xin chúc cho cả đoàn mình luôn luôn được bình an. Dạ, dạ. Nam Mô Đà Phật, đây là 1.015.000. Dạ. Dạ, dạ. Của những vị mạnh thường quân. Dạ. Rồi. Dạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân dạ. Đã hỗ trợ cùng với sư sĩ Thành Hậu để dạ. Tiếp tay cùng với nhiều cái điểm cho phát quà từ thiện trong nhân ngày đại lễ giỗ của Đức Phật Thầy. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Thì Thành Hậu sẽ nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho bữa quý gia đình của các tất cả các vị mạnh thường quân được phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá cứu trực giảng Tây Phương. Và nguyện đem công đức lành để hồi hướng cho bữa quý gia đình của tất cả quý vị rơi bớt tất cả các chướng nghiệp, những quan gia để tinh tấn trên con đường tu thân hành thiện. Và cuối lời xin cầu chúc chung cho toàn thể quý vị là trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn cư đến chẳng ngưng. Và đến đây xin dứt lời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những cô bác bà con đổ xô về lễ rất là đông. Và đối với số lượng khách và đông gấp mấy lần hơn hàng năm. Và đây là những cái cơ sở của anh chị em phát tâm để đãi từ thiện đó quý vị. Và đây đây đãi nước, đãi tất cả mọi thứ. Dạ, đây là để nước mía, nước dừa, rồi đủ thứ không quý vị. Dạ, đây bên đội rồi đội này đội làm gì đây? Đãi cơm hả?
Dạ, chào chú. Rồi, chào mấy sư thúc. Ồ, quá khứ hả? Mình đâu có chiên nghĩa ba đâu. À, Di Đà Phật. Cô, cái này gì là ngon quá vậy nè. Này, cơm. Dạ, chào cô. Dạ, khỏe không? Dạ, khỏe cô. Dạ. Bữa nay đi lên này đông không? Dạ, con đi một mình rồi cô. Dạ. Ồ, cơm đãi cơm dĩa vậy đó hả? Quá khứ rồi, ngon quá vậy nè. Dạ, đây đãi cơm dĩa rồi, ở ngoài này thì đã chanh. Rồi, đây có chú Tư Rô nữa nè quý vị. Dạ, đây chú Tư Rô luôn nha. À, thưa toàn thể quý vị, là tiếp theo thì đây là những cái nơi đãi nước, nước dừa, đãi nước dừa tư, quá khứ luôn quý vị ơi. Đây quá khứ đãi nước dừa luôn rồi. Dạ, đây là nước dừa miễn phí luôn. A Di Đà Phật. Rồi. Rồi nước dừa miễn phí luôn, rồi cho xin bọc luôn. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Rồi nước dừa, nước dừa. Quá luôn quý vị ơi, đây là đãi nước dừa, có đống dừa quá xá lớn luôn. Ôi quá khứ nước dừa rồi. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật xin tổng chào. Đây là nước dừa miễn phí luôn, quá xá rồi nước dừa. Quá khứ luôn. Rồi, chúc cho các vị luôn luôn bình an, vừa làm vừa niệm Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Rồi, quá khứ luôn nước dừa. Dừa này ở đâu mình đem tới đây quá nhiều với mấy sư huynh. Ở Cần Thơ huynh ơi. Ô Môn, Cần Thơ. Dạ dạ. Chính nước B, tài trợ là anh đó đó. Vậy đó hả? Anh áo đen đây ha, là tài trợ chính. Cái máy này muốn quay được ta phải dùng cái cục. Dạ dạ. Dạ dạ. Cái mít. Hả? Mua cái cục gì nữa? Rồi, nó mua đồ Phật thì mua để dành với phim trái kia. Dạ. Dạ, nó mua đồ Phật đây. Dạ, mấy chị ở đâu mà tới làm đây? Đủ chỗ chứ không phải là đủ thứ, đủ chỗ. Đủ chỗ hết trơn. Rồi quá xá rồi. Đủ thứ là thứ này là thứ tàu hũ. Thứ này là thứ nấm gơm. Dạ, dạ, nấm môi đồ Phật. Tôi cũng tàu hũ nữa chứ. Tàu hũ nấm gơm ha. Hũ chứ. Rồi. Rồi đây là những hình ảnh của tất cả đồng đạo đang đãi nước, bánh mì, bún, nước dừa. Đây là khu vực nơi ở ngoài đường lộ lớn không quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Muôn năm phồn qua tìm nơi non thầm ngõ mai danh đời cơ thiên địa xây dần đơn chờ cuộc phong lôi đổi dần lành sớm hứng sương trong cùng vũ trụ chiều mong gió mát với trời thanh xa nơi đa sự điều cao hà muôn lãnh phồn hoa lãnh thị thành Nam mô A Di Đà Phật. Tới đây cùng giấc cơ vàng
sửa tâm linh mới ở màu. Nam mô lòng sơ nguyện cầu chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình Thu Băng Thi Văn Giáo Lý đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi rất mong sự đóng góp của chư quý vị để chương trình được hoàn mãn hơn. Lời cuối, xin cầu chúc cho tất cả chư quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả được viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện rằng đệ tử dứt cơ trần ai mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi chớ nhiễm mơ nghiệp phiền, chờ đắm mơ sai, đắm sai một phút cội lành sáng, sớm tỉnh trì tâm trong quê. Dội gót theo thầy nương Phật cảnh vui dậy xem hồi hồi lòng hoàng Long Hoa Tiên Phật Đạo ta bàn lửa lọc con lành diệt quỷ ma nếu mà lời linh hồn chìm đắm chôn mơ đây hà lòng thầy chua xót ruột thầy đau nghe được lời khuyên tình giới nào kiếm quệ dứt xong rồi qua lo gì cửa Phật chẳng chen vào cuộc trần ôi quá khổ trường đỏ đen là chỗ nhúc nhơ.